Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. À, là cậu gì đó ơi? Tôi thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tôi được không? Hả? Xin lỗi cậu nha. Tôi chỉ thích bad girl thôi. Cậu đi chỗ khác đi. Bad boy dữ ha, bao nhiêu người thích. Thích quá còn gì. Thích chỗ nào chứ? Cả cái trường này chả có ai thích hợp với tôi cả. Chán chết không à. Nhìn kia. Hôm nay làm bài tập xong rồi, mọi người làm xong chưa vậy? Xong rồi nè. Hình như ba nhỏ lại là một sách ở trường mình thì phải. Ba con nhỏ một sách sao? Có trò chơi để chơi rồi nè. Đi. Chào cậu, tớ rất là thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhá. Hả? Cậu nói thật sao? Tớ cũng thích cậu. Vậy thì tụi mình cùng đi chơi nha. Ok. Xin chào, tớ rất thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái tớ được không? Hả? Thật sao? Tớ cũng thích cậu. Vậy tụi mình cùng đi chơi nha, đi thôi. Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy? Không biết cậu có thích tớ hay không chứ tớ rất thích cậu. Cậu là bạn gái tớ nhá. Cái gì? Mình được bad boy trong trường tỏ tình sao? Thích quá. Mình đồng ý. Vậy thì chúng ta cùng đi chơi thôi. Mình đi thôi. Thích quá. Hôm nay được đi chơi bad boy của trường người thích quá. Phải đi chơi thôi. Ủa chị em? Của trường ha, làm sao khiến cho ba đứa mọt sách gọi là chỉ là gục ngã luôn. Ghê. Tất nhiên rồi, tôi là ai chứ? Tôi là bad boy nổi tiếng nhất trường mà. Ủa mà khoan, cậu hẹn ba đứa mọt sách đấy rồi sao đi chơi được hả? Ba đứa lận á, cậu tính sao? Ý sao vậy? Cùng kéo sao? Đi chơi với tụi nhỏ làm gì? Ghê. Đúng là không hổ danh bad boy của trường. Nhiều trông gai lắm. Đây quay nè.
Bây giờ đã gì đây? Xưa cả. Trời ơi cái gì dữ vậy? Ây da, ây da. Rồi, ây da rồi. Đi nếp qua chị em. Ui, ây da. Ây da, tự nhiên giật cái đầu ngang mấy bạn ơi. Trời ơi, giật đâu rồi, mấy cục xương này nó mềm luôn. Đây rồi, đây. Ui, đó, mình lách qua đây nhẹ là được rồi. Đó, trời ơi, mấy cục xương này nó không hề dễ thế nào như vậy. Ây da, ây da. Ui, Mùi ơi, coi đây Mùi ơi. Cẩn thận, không chạm vào á. Biết rồi. Đây, bình tĩnh. Đi tìm. Ui, nhức nhiều chỗ mấy bạn ơi. Đây, không có. Rồi, trời ơi mọi người, cẩn thận nha. Ui, đi vào để thầy giáo biết, thầy giáo đánh mình đó bạn. Ok. Không có. Ui, trời ơi, công những cái lớp này trên nha. Trên này có không? Không có nè, trời ơi. Đi từ từ. Không có hả? Mấy bạn ơi, ui, đâu, chỗ này nè. Chỗ thầy có nhiều đứa nãy bạn. Từ từ. Ui, cẩn thận nha. Đi cẩn thận. Đi khẽ khẽ thôi. Ok. Anh nhớ rồi. Ôi, trời ơi, đây có không? Không có rồi. Không, bên này không có. Nãy ui, cái xuống của nó ở đâu? Ôi, còn một chỗ, từ từ đi tôi xem coi. Đây, chị em. Đây, có cực nhạc rồi. Yeah. Ôi, trời ơi. Sao biết thôi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ hình như cái cửa đâu ta? Từ từ đi tìm cái cửa. Bên này, cửa bên này nè. Rồi. Đi, xin mời. Từ từ, bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh đúng không? Ừ, mình đã thử nhẹ nhàng. Vừa qua cái lớp học Baker rồi, bây giờ tụi mình sẽ mở cửa. Để đi vào tiếp theo nha. Rồi. Ok. Đi rồi, mọi người đi vô. Ok, cửa tiếp theo. Rồi, vô. Vậy trời ơi, ba con nhỏ một sách đấy hả? Trời ơi, nghĩ cái gì mà thích bad boy vậy? Trời đất ơi, quê quá đi. Trời ơi, ba cháu xí phèn đấy mà thích bad boy sao? Trời ơi, nhục quá. Trời ơi, mặt ba cái con nhỏ này xấu như con gấu vậy á. Trời ơi, chinh tí ghê quá. Xấu xí mà đòi ăn chinh gái à? Cái gì vậy? Thôi về đi, giường cái về đi. Sách giống như tụi mình.
mình. Trời ơi, cô biết phiên bản Bad Girl. Wow, ngầu ý vậy. Ôi, nhìn đẹp thật sự. Nhưng mà từ từ, nếu mà bây giờ tụi mình chọn phiên bản Núp thì có gì đâu, để tôi thử quay. Nếu mà chọn Núp thì có gì đâu, Núp có gì đâu mà xấu đúng không? Mình tí tấm này vẫn đẹp mà, để xem coi. Đúng rồi. Rồi. Ây da. Ủa cái gì vậy? Ủa sao nó ở đó? Ôi, cái gì kì vậy? Tại sao chọn Núp là không có được? Vậy có nghĩa là bây giờ tụi mình phải bắt buộc trở thành Bad Girl để mạnh mẽ hơn, không bị người khác bắt nạt nữa bạn. Cố lên. Vậy thì là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Bad Girl thôi. Đúng rồi, để xem coi. Yeah. Đây là ca môi nè. Ca môi phiên bản một sách và ca môi phiên bản Bad Girl. Trời ơi, nhìn quá. Ôi, em từ 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 từ, bà ca môi, ca môi chị thử đứng đây, chị thử so sánh rồi, so sánh. Anh hiền. Ôi, sao nó khác nhau vậy? Sao nó khác? Trời giật khác. Trời ơi, nó một bên Bad Girl và một bên màu sắc nó khác chứ. Ôi, nhưng mà công nhận ra là Bad Girl ca môi hơi bị ngầu đối bạn, nên tụi mình sẽ chọn Bad Girl. Đó, ngầu đối bạn các bạn chọn gì đừng quên, các bạn nhớ cho mình biết nha. Đi thôi, chọn ca môi Bad Girl để coi tiếp theo đây. Ủa, Simmy bình thường. Nhớ nha, Bad Girl là ngầu nha. Rồi, để xem coi. Cuối cùng là mình, không biết mình Bad Girl sẽ như thế nào, ta sợ quá. Để xem coi. Bad Girl hả? Rồi. Đây là tôi. Còn Bad Girl thì ôi trời ơi. Đây là tôi hả? Trời ơi, tôi nè. Đây là tôi. Đây là tôi bình thường. Còn tôi Bad Girl. Trời ơi, nhìn cháy vậy sao? Ui, không chọn à. Nhưng mà Sam ơi, cái này hơi cháy quá này. Em sỏ khuyên tai hơi bị nhiều nha, nhìn nó hơi bét bét quá. Hơi bét quá nhưng mà không sao, không sao, kệ đi. Bây giờ tụi mình muốn là Bad Girl để trả thù cái tên kia mà đúng không? Bây giờ mình cứ cố gắng Bad Girl như có thể, được không? Chịu không? Trời ơi, quá là ngầu luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chọn Sammy Bad Girl nào. Ôi, thích à. Vậy là chị em mình làm Bad Girl hơi bị xịn luôn nha. Rồi, để thử thách tiếp theo thế nào. Let's go, chị em. Đi thôi. Let's go. Nhìn xuống chân Sim kìa, Bad Girl nhưng mà vẫn phải đeo cái giày cute nha. Ôi, cũng dễ thương, cũng đeo giày
khá là tông sờ tông là bây giờ Sam khác biệt nha, là quý nha. Ông biết nha, thưa anh Su nha, rồi bây giờ tôi sẽ thay đổi nha, mọi người chờ tôi nha. Hồi hộp quá ha, chuyện xảy ra mình đây nhưng mình sẽ cố gắng các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thay đồ hóa trang để trở thành bếp chưa. Tiếp vậy em đi chơi với họ cho rồi. Tiếp thật chứ.